Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Tư cho biết ông lo ngại trước hành động bạo lực của những người ủng hộ Tổng thống Trump khi xông vào tòa nhà Capitol ở Washington DC, đồng thời hy vọng tình hình sẽ sớm lắng dịu. Tôi nghĩ rằng các thể chế dân chủ của Mỹ rất mạnh và hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần làm để bảo đảm rằng người dân Canada được phục vụ tốt trong mối quan hệ của chúng ta với Hoa Kỳ, Thủ tướng Trudeau nói. Bộ trưởng Ngoại giao François-Philippe Champagne cũng phản ứng trước những hình ảnh từ Washington, nói rằng Canada vô cùng sốc. Lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole cũng lên tiếng phản đối bạo lực, lên án hành động của những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump là hành động tấn công nền dân chủ. Cuộc biểu tình do những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump tổ chức bắt đầu trong hòa bình, nhưng ngay sau đó đã chứng kiến các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát. Theo CBC News, Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông đến Washington để phản đối việc Quốc hội chính thức chấp thuận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử mới đây, quá trình đang được tiến hành khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã ủng hộ các lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đột ngột đình chỉ các thủ tục khi hàng chục người vượt qua các phạm vi an ninh tại điện Capitol. Các nhà lập pháp bên trong phòng họp của Hạ viện đã được yêu cầu phải đeo mặt nạ phòng độc khi hơi cay được bắn vào. Hình ảnh xuất hiện cảnh các quan chức an ninh cầm súng chỉ vào một số người biểu tình, rào chắn các cửa vào buồng của Hạ viện và canh gác từ bên trong bằng súng lục. Đại sứ Canada tại Hoa Kỳ cho biết tất cả nhân viên đại sứ quán ở Washington DC đều an toàn. Chúng tôi kêu gọi bình tĩnh trong thời gian này. Người Canada ở DC nên làm theo lời khuyên của chính quyền địa phương, Kirsten Hillman nói trong một bài đăng trên mạng xã hội. Sau nhiều lời kêu gọi, Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố công khai để yêu cầu những người ủng hộ ông rời khỏi điện Capitol. Tổng thống Trump đã đăng một tuyên bố video lên tài khoản Twitter của mình, nhắc lại rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và yêu cầu những người ủng hộ ông nên về nhà. Tôi biết bạn bị tổn thương. Chúng ta đã có một cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi chúng ta. Đó là một cuộc bầu cử áp đảo và mọi người đều biết điều đó, đặc biệt là phía bên kia. Nhưng bạn phải về nhà ngay bây giờ, chúng ta phải có hòa bình, Tổng thống Trump nói trong video, theo CBC News.